200 trẻ em ở hai huyện Sơn Tịnh và Bình Sơn đã được khám, tầm soát bệnh tim bẩm sinh. Chương trình do Phòng Khám Đa khoa Quốc tế Việt Mỹ phối hợp với Khoa Phẫu thuật Tim, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong sáng nay. 200 trẻ em dưới 16 tuổi của huyện Sơn Tịnh và Bình Sơn được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe, siêu âm tim để phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh. Tất cả chi phí khám bệnh, chi phí đi lại được hỗ trợ toàn phần. Những trẻ nếu phát hiện mắc bệnh sẽ được Phòng Khám Đa khoa Quốc tế Việt Mỹ cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.